Trong giờ thi khảo sát online môn toán dành cho học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Nội, một thầy giáo đã để trợ giảng giải đề và cung cấp đáp án cho học trò của mình. Hành động này khiến nhiều người bức xúc, cho rằng thầy giáo này đang tiếp tay cho cái sai, dạy học sinh tính gian lận. Nhân vật chính ở đây là thầy Nguyễn Tiến Đạt, thầy giáo dạy toán online nổi tiếng. Liên hệ với thầy Nguyễn Tiến Đạt, thầy cho biết việc để trợ giảng giải đề và cung cấp đáp án cho các học trò của mình là có thật. Giải thích hành động này, thầy Đạt chia sẻ như sau: Sở Hà Nội có cho học sinh thi thử online, đề thi rất hay và có tính phân loại, phù hợp cho năm nay, nhưng cách thi thử online thì có một vài bất cập. Cụ thể, giờ thi sẽ kéo dài từ 19:30 đến 22:00, học sinh có thể tham gia bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian này, và miễn sao kết thúc trong 90 phút và trước 22:00, học sinh thi chung một đề thi và đảo câu hỏi thành các mã đề. Khi thi thử online, nộp bài lên là có thể thấy được câu đúng và câu sai của mình, nên những bạn nộp bài sau hoàn toàn có thể hỏi bạn bè đã nộp trước để điền đáp án hoặc nhờ người khác. Vì vậy, chắc chắn không thể đánh giá chính xác điểm số ở hình thức này. Đã là học sinh thì kiểu gì cũng nghĩ ra cách để trao đổi với nhau, nên rất nhiều trường trung học phổ thông ở Hà Nội không lấy điểm thành phần của bài thi này, nhưng vì tính bắt buộc phải hoàn thành bài thi nên học sinh buộc phải làm. Thầy Đạt cho biết, nhiều học sinh của mình vì vướng lịch học nên không thể hoàn thành bài thi tại thời điểm đó. Chính vì vậy nên, tôi đã dặn các em cứ đi học bình thường để nạp kiến thức mới. Còn bài thi trên, lớp trợ giảng sẽ giúp đỡ các em. Rồi các em sẽ hoàn thành đề thi sau, vì tôi sẽ chữa đề thi này, chữa trên livestream vào hôm sau. Theo thầy Đạt, rất nhiều giáo viên khác cũng làm như vậy, nhưng chỉ riêng mình thầy bị lên án. Điều bất cập đáng nói là có rất nhiều giáo viên cũng công bố đáp án và livestream vào lúc 21:00, trước lúc đóng thời hạn nộp bài lại, nhưng không hề bị sao. Nhưng tôi công bố vào lúc 21:07 thì bị mọi người lên án. Trong thời gian bắt đầu giảng dạy đến bây giờ, tôi chưa từng dạy học sinh gian dối, nhưng với cách đối phó nộp bài, ý nghĩa bài thi không cao, thì tôi cho các em bước qua bài thi để dành thời gian học tập những kiến thức khác. Bên cạnh đó, thầy cũng đặt ra câu hỏi, liệu có chắc học sinh không nhờ gia sư, bạn bè hay một công cụ nào khác để vượt qua bài thi? Chia sẻ về ý kiến là thầy giáo nhưng lại trực tiếp giúp học sinh gian lận trong bài thi, thầy Nguyễn Tiến Đạt bày tỏ, điểm hướng tới của thi cử là kỳ thi đại học mà. Còn việc sai hay đúng, đó là hệ quy chiếu của mỗi người khi nhìn vào một vấn đề. Có thể với cộng đồng mạng là tôi sai, nhưng với học sinh của tôi thì lại đúng. Thay vì thời gian đấy, các em vẫn học được kiến thức mới mà vẫn qua bài thi không lấy điểm của nhiều trường hoặc một vài trường lấy điểm hệ số 1, mà điểm hệ số 1 không ảnh hưởng gì đến điểm phẩy trong giai đoạn cuối này nhiều. Tôi đã cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định, bởi mình biết mình có tầm ảnh hưởng thế nào đó đối với học sinh. Trước đây, chưa bao giờ tôi làm hộ bài học sinh trong giờ kiểm tra, nhưng xét về mặt hợp lý của bối cảnh thì tôi thấy vẫn ổn. Và tôi cũng xác nhận các bạn trợ giảng lớp mình có gửi đáp án trong nhóm kín của lớp vào lúc 21:07. Tôi cũng đã nói trên lớp rất rõ là bài thi này không phản ánh hoàn toàn điều gì, thầy không dạy các em gian lận. Nhưng để cho xong điều bắt buộc của nhà trường thì thầy có thể tạo điều kiện. Còn trong mọi bài thi trực tiếp khác, tôi hay nhiều giáo viên đều đề cao tính trung thực và minh bạch. Thầy Đạt cho biết, bản thân cũng không biết nói sao trước những ý kiến nhận định trái chiều của cộng đồng mạng. Trước khi đưa ra quyết định, tôi cũng đã suy nghĩ và thấy rằng hợp lý. Chỉ không lường trước được là mọi người lại đề cao điểm số bài thi online ảo này đến như vậy, thầy Đạt nói thêm.